đúng hết đúng không, thì cuối cùng là cái tỷ lệ hiểu biết nó lên đến khoảng chín mấy phần trăm đúng không, thế thì lúc đấy nghiên cứu cái gì nữa đúng không, hiểu biết nó đầy đủ như vậy rồi thì là vấn đề đúng không, tức là gì. Bạn Nguyễn Thị Tuyết Mai: Thưa thầy, em muốn hỏi thêm ạ, khi chúng ta sử dụng các điểm cắt khác nhau thì tỷ lệ kết quả nghiên cứu cũng sẽ khác nhau. Ở phần bàn luận thường so sánh với kết quả của các nghiên cứu khác, nhưng nếu các điểm cắt khác nhau thì cái đạt của các nghiên cứu thậm chí cũng khác nhau. Vì vậy chúng ta so sánh bàn luận như vậy có phù hợp không? Không em ơi. Nếu mà giả sử như điểm cắt của em khác với điểm cắt của người ta ấy, thì khi mà em so sánh ấy, thì nó sẽ không thể so sánh được. Đấy. Thế thì nếu mà trong trường hợp đấy em vẫn cố tình so sánh thì em phải nói là gì? Là giả sử như cái tỷ lệ của mình nó lớn hơn chẳng hạn, đúng không? Tỷ lệ của mình nó lớn hơn. Thế nhưng mà cái lớn hơn đấy nó không phải do là nó lớn hơn với cái nghiên cứu kia, mà có thể là gì? Là do mình cố gắng mình tự tạo ra cái việc đấy bằng cách là mình hạ cái điểm điểm cắt đấy xuống đấy. Thì mình bắt buộc mình giải thích kiểu đấy, tức là lúc đấy mình không thể so sánh được, thế là điều hiển nhiên đúng không. Thế thì để mà chắc chắn nó có thể so sánh được thì em tìm xem là các nghiên cứu đấy nó có các cái điểm chung nào. Thường các nghiên cứu đấy nó sẽ thường họ sẽ theo nhau ấy, họ sẽ lấy cùng cái ngưỡng cắt, thế sau đó thì mình mới 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 chọn đúng không. Tuyết Mai này hình như là đang đi đi làm đấy sao đúng không, học lớp nghiên cứu đi nhé, học lớp nghiên cứu đi, học lớp nghiên cứu và học lớp về phân tích số liệu đấy, để mình có thể có cái định hướng đúng về cái này. Thực ra cái cách tốt nhất là học về nghiên cứu để mình có thể định hướng được cái đường đi của mình đấy. Sau đó thì những cái câu chuyện này là cái câu chuyện rất là nhỏ đúng không, mình định hướng được cái nghiên cứu của mình, sau đó mình tổng quan tài liệu, mình đọc các nội dung đúng không, sau đó mình có thể chọn ra được cái con đường đi của mình ngay từ khi mình bắt đầu, thì về sau này mình không bị bối rối về cái này nữa. Thì cái này nhiều khi là một số bạn ấy là chúng ta định hướng cái ban đầu nó không tốt, thậm chí là các bạn tạo ra được cái bộ công cụ thu thập số liệu ấy nó cũng không đâu vào đâu, thế sau đó mình lấy số liệu xong đấy, thì nó rơi vào cái tình huống giả sử như là cái bộ câu hỏi của mình nó dễ quá, thế thì khi hỏi phát thì nó giả sử mình dùng cái thang đo Likert đúng không, thì phần lớn người ta trả lời là đúng hết đúng không, thì cuối cùng là cái tỷ lệ hiểu biết nó lên đến khoảng chín mấy phần trăm đúng không, thế thì lúc đấy nghiên cứu cái gì nữa đúng không, hiểu biết nó đầy đủ như vậy rồi thì là vấn đề đúng không, tức là gì, mình sẽ cần phải cân đối cân bằng cái việc đấy. Thế thì kinh nghiệm là gì, kinh nghiệm là chúng ta phải có cái định hướng tốt ngay từ đầu này, và hai là chúng ta tốt nhất là mình cần phải test đấy, chúng ta phải phải gọi là gọi test test cái bộ công cụ, tức là kiểm tra trước ấy, tức là mình thử mình làm thử trước để xem là cái bộ công cụ của mình nó có ổn hay không, cái bộ cái câu hỏi đấy nó có phù hợp với lại cái bối cảnh cái tình huống của mình hay không, đúng không? Và cái thứ ba nữa là có một ai đó hướng dẫn cho em nữa thì sẽ tốt nhất đúng không? Đấy. Là câu trả lời cho Tuyết Mai nhá. Ok chưa Tuyết Mai này? Xin chúc mừng bạn đã xem hết video này cùng với Vũ Duy Kiên. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo, hãy đăng ký vào nút hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem các video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải. Hẹn gặp lại bạn ở trong các video tiếp theo của tôi.